Hello, xin chào. Hôm nay là những ngày cuối năm. Chúc các bạn năm mới vui vẻ ha. Thì hôm nay mình sẽ có một cái clip về nói về một cái vấn đề rất là hot và đúng mùa này, tức là khi mà mua xe cũ thì những cái chuyện gì mình cần phải lưu ý. Vì mùa này là mùa mà anh em sẽ lên CC đổi xe rất là nhiều để chuẩn bị đi chơi Tết. Và lương được thưởng được cái thứ cũng về nhiều, cho nên là mùa này là mùa lên CC của mọi người. Và cái chủ đề này thì khi mình viết ở trên Facebook ở cái trang Mô tô Việt Nam thì là một chủ đề mà được nhiều lượt share và like và comment, nhất hơn cái 100 lượt, mình không nhớ chính xác nhưng mà rất là nhiều trên cái Facebook, cái fanpage ấy. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái chủ đề rất là hot này. Trước khi bắt đầu vào cái chủ đề chính thì hôm nay xin phép giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm mới. Sản phẩm này là dầu nhớt đến từ Đức. Cái này là của nhà nhập khẩu độc quyền tại Việt Nam, đó là Hợp Toàn, địa chỉ nó ở Tây Thạnh gần khu công nghiệp Tân Bình đó các bạn. Thì họ phân phối cái sản phẩm Venon này về Việt Nam và họ liên hệ với mình để giới thiệu cái sản phẩm này đến cho các bạn. Thì sau khi mình cũng có tìm hiểu những cái thông tin thì cái sản phẩm này là của nhà sản xuất tên là Venon. Và cái này nó có cái địa chỉ trên cái nhãn này, nó có ghi cái địa chỉ của nó, cái địa chỉ của cái hãng á, là tại Phan Phước Đức, và nó được thành lập vào năm 2002 tới nay. Khi kiểm tra trên website cũng như là cái trang của những cái sản phẩm nhớt recommend của Mercedes đó, thì mình cũng có tìm thấy cái nhãn hiệu Vinon này, cho nên là thật ra là cũng khá là an tâm khi giới thiệu bạn cái sản phẩm này. Nó cũng rất mới thôi, và vì cái này là nó được nhập khẩu trực tiếp từ Đức cho nên là nó cũng giống như là các cái sản phẩm khác đến từ châu Âu. Nó có một cái tem hai lớp đó các bạn. Đây, chai này bạn nhìn ở đây mình sẽ khui đi cho các bạn coi. Thì đây nó có một cái nhãn nè, thường thường nó có cái mắt như này, mình khui cái này ra thì nó sẽ đó. Đây, cái nhãn thứ hai là nó là tem hai lớp. Thì ra trong cái lớp tem này nó cũng có gì, thay vì bên ngoài này là các cái hướng dẫn sử dụng của nó, các cái thông tin liên quan trọng lưu ý, thì ở trong này nó có một loạt những cái ngôn ngữ khác thôi. Ví dụ như Motul thì nó có 3 lớp, thì này nó có thêm 2 lớp đó. Sau đó mình rút ra lại thôi thì nó là xong. Thì đó là cái thông tin về 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 cái chai Venon này. Và về các cái thông số đó thì nhà sản xuất Venon người ta nhập về cho xe gắn máy thôi là 3 loại. Loại thứ nhất là cái chai này là chai semi synthetic, tức là cái dạng bớt bán công hợp á. Thì cái chai này là dành cho những cái dòng xe nhỏ, xe số nhỏ chẳng hạn như rim, quay được các thứ mà mình đi bình thường thông dụng á. Cái giá của nó cũng rất là mềm. Cái giá này mình thấy là hình như người ta bán cái chai 1 lít này là 125 nghìn. Và cái chai này thì về tiêu chuẩn chất lượng á, là cấp nhớt nó là cấp SM nè. À, cấp NN là cái cấp nhớt tốt nhất hiện nay, thì này là cấp nhớt FM. Mình thấy thông tin ở đây thì có tiêu chuẩn ASE là 10W40, 10W40 các bạn ha. ASB là SM, rồi ACEA là A3. Thì chỉ với cái tiêu chuẩn này thì theo một số người dùng đánh giá, mình cũng có tìm hiểu và nhà sản xuất họ nói rằng cái nhớt này thì tương đối nó làm khá bắt máy và bốc. Thì họ đang có cái chương trình mà gọi là cho dùng thử, thì lát cuối video chút nữa mình sẽ nói chi tiết về cái chương trình này. Còn ở đây thì cái thông tin cơ bản là như vậy và phù hợp với cái chuẩn Yaso là MA2, thì hầu như là các dòng xe số mình nghĩ là chạy cái này rất là ổn. Bổ sung thêm các bạn là với cái dòng mà sơ mi synthetic này thì ở Việt Nam nhớt bạn có thể chạy khoảng 2.000 cây số bạn thay là đẹp. Hiện nay các cái loại nhớt mà ở mình thì với cái thói quen ngày xưa là do cái xe cũ á, rồi mình xài những cái nhớt thùng phi á, mình thay 1.000 cây số mình thay thì các cái đó là phí. Nhớt tổng hợp hiện tại bây giờ thì nó sẽ cho phép đạt được khoảng 3-4.000 cây số hoặc 5-6.000 là bình thường. Còn đối với cái dạng mà tổng hợp sơ mi synthetic này, đó là tổng hợp bán tổng hợp này, thì mình yên tâm là mình chạy được 2.000 cây số là đẹp. Cái dòng nhớt thứ hai là cái chai này. Cái chai này thì cũng của Venon luôn, nhưng mà nó dành được cho cả xe xe ga và xe số luôn, tức là dành được cho cả scooter và cái dòng racing. Thì cái chuẩn nhớt vẫn là 10W40, cấp nhớt nó là SL, cấp nhớt này nhớt L, và cái thông tin là giống như nhau. Cái thông tin về mặt các cái tiêu chuẩn chất lượng á, thì đối với cái chai này thì nó không khác gì cái chai kia. Tuy nhiên nó là dòng nhớt tổng hợp hoàn toàn. Thì cái dòng nhớt hoàn toàn này giá thị trường mà người ta họ báo với mình là 160 nghìn cái bình 1 lít này. Và với cái dòng nhớt mà tổng hợp hoàn toàn như thế này thì thật ra là yên tâm, các bạn chạy được tới 3-4.000 cây số là bình thường, rồi chạy vô tư. Thì với những cái xe mà các bạn có thể muốn sử dụng cho nó
những chiếc exciter rồi các thứ thì mình nghĩ là sử dụng cái dòng nhớt này khá ok, chạy khoảng 3.000 cây số là đẹp. Cuối cùng thì nhà sản xuất, nhà nhập khẩu họ đem về một cái dòng đặc biệt, tức là cái dòng cao cấp của Venon, và nó có thêm cái nhãn dùng như dạng giống như thương hiệu gì đó, thì là AMG, cái chai màu đỏ này. Thì cái chai màu đỏ này về chỉ tiêu chất lượng á, thì ở đây mình thấy là nó là 5W40, tức là cái chỉ số là 5W40, gia số là MA2, ASP thì vẫn là cấp nhất AM và ACA là A3. Thì trong cái này nó rất là nhỏ, bạn có thể lên web của nó, bạn coi, bạn lên cái trang web của Venon, bạn search thì AMG Venon, bạn sẽ ra được cái trang web của nó. Họ làm một trang web riêng, cái trang web chính của Venon là venon.de, tức là cái tên miền của Đức á. Thì cái này nó lại có thêm một cái venon.amg.de riêng. Thì bạn lên cái trang web á, thì ở đây nó khá nhỏ ha, mình không có đọc cái dí sát gì cho các bạn được, nhưng mà ở đây thì nó có cái thông tin là họ dùng cái nguyên liệu á, cái gốc dầu là PAO, là gốc dầu tốt nhất hiện nay, và đồng thời là nó sử dụng cái công nghệ là este. Nó dùng cái công nghệ este để nó tổng hợp cái công nghệ este này, tức là nếu bạn nào mà xài cái Motul 300V á, thì mình thấy là một cái công nghệ este core của 300V là công nghệ rất là đặc biệt và tốt nhất hiện nay, thì cái dòng này nó cũng như vậy. Khi mà làm việc với nhà nhập khẩu Hợp Toàn á, thì họ cũng có nói với mình là thứ nhất là hiện giờ từ đây tới Tết Dương lịch họ sẽ có cái chương trình là giảm giá đặc biệt, có thể là nó giảm sâu luôn 50% cho các bạn nào muốn thay nhớt, và cho họ cái đánh giá, hoặc là thậm chí là nếu những bạn nào mà dành cho những bạn mà sẽ chuẩn bị đi xa đi phượt rồi đó, thì có thể là liên hệ trực tiếp với mình để có cái thông tin, rồi mình sẽ liên hệ với nhà phân phối, có thể là họ sẽ hỗ trợ cho các bạn cho cái chuyến đi của các bạn, để các bạn có những cái đánh giá khách quan. Mình nhắc lại là mình sẽ làm việc cái này là mình không có làm việc theo cái kiểu là chúng ta PR suông, mà thống nhất với nhau là nếu như bạn nào ghé trực tiếp với mình và đồng ý là thích trải nghiệm thử để cho sản phẩm này nó tốt hay không tốt, thì các bạn có thể ghé mình sẽ thay trực tiếp cho các bạn với cái chính sách có thể là tặng hoặc là với cái giá đặc biệt, rồi sau đó các bạn chạy xong tour về sẽ gặp lại các bạn và cho đánh giá trực tiếp ý kiến của các bạn nó như thế nào về sản phẩm này. Và khi mình làm việc với nhà nhập khẩu thì họ rất là tự tin, họ nói rằng là ok, anh cứ làm như thế và vì sản phẩm em là rất ok. Thì đó là cái phần giới thiệu của mình đối với cái sản phẩm Venon này, các bạn có thể tìm thêm, hiểu thêm. Bây giờ thì mình chính thức bắt đầu vào cái clip chính thức của mình, đó là khi mà mua một cái xe cũ thì cần phải tìm hiểu cái thông tin gì mà quan trọng hơn, và cần phải coi cái gì đối với xe cũ. Bây giờ chúng ta bắt đầu các bạn ha. Bây giờ là chúng ta có một cái xe cũ, và nếu bạn muốn mua một cái xe cũ, thường thường thì trên các cái group mua bán rồi các cái trang mạng hoặc là các cái lời rao về xe cũ, thường thường mình ưa thấy có những cái dòng mà rất đặc trưng như thế này. Một, xe nhà đi giữ kỹ, rồi xe có thông tin về ô đô, ví dụ như ô đô là 3.000 km, mua về chỉ trùm mền không đi cà phê, chỉ đi cà phê, rồi chỉ xài nhớt Motul 300V thay 1.000 cây số một lần, vì nhớt thì hồi nãy mình nói rồi ha, rồi bao đâm đụng té ngã, thì thông tin chung chung như vậy, và chính chủ đứng bán với cái giá ít rất là thơm. Đó là cái thông tin cụ thể như vậy. Thế bao nhiêu cái phần trăm cái lời nói đó là bạn tin được, và nếu mà bạn muốn định bằng mua cái xe đó thì bạn nên coi những cái gì, thì cái này là ý kiến khách quan chủ quan của mình theo sau cái kinh nghiệm mà mình đã từng coi nhiều chiếc xe cũ, và những cái xe mà qua quá trình sử dụng với anh em á, nhìn thì nó sẽ có một số những cái điểm. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm hiểu chuyện thứ nhất mà mọi người rất là quan tâm là cái xe là cái ô đô, tức là cái thời gian sử dụng của cái xe thông qua số km đã đi. Thì chiếc xe này là ô đô nó đang là 11.000 km mà ha, hơn gần 12.000. thì có một điểm là những cái ô đô điện tử như thế này, tới thời điểm hiện tại người ta có thể trả nó về số bao nhiêu tùy thích, chẳng hạn mình muốn cái này là 0 km cũng được, 20.000, 50.000 đều được. Cho nên cái số đó thì lời khuyên đầu tiên là đừng có tin vào cái số này. Cái số này nó thể hiện lên nhiều cái thông tin khác, lát mình sẽ tìm hiểu. Nhưng đừng tin vào cái số này. Cái số này là có thể bù trú được. Và vì sao mình nói là không nên tin?
Bởi vì nếu các bạn không quan tâm tới cái ô đô, tức là xe anh đi bao nhiêu kệ anh, nhưng nếu anh chăm sóc tốt, anh tôi nhìn nó ok, máy móc tôi thử tôi thấy nó đàng hoàng thì tôi sẽ lấy, và nó sẽ không bị ảnh hưởng tâm lý. Bạn nhìn một cái xe người ta nói rằng là ô đô 3.000, thực sự nó đi 30.000, nó tua lại thành 3.000 thì tâm lý bạn sẽ không có còn thoải mái nếu bạn cứ chăm bẩm vào cái chuyện đó, thì đó là yếu tố đầu tiên. Rồi yếu tố thứ hai, bây giờ tiếp tục như vậy thì nhìn một chiếc xe như thế nào để biết rằng là nó đi nhiều hay ít, thì nó sẽ có một số những cái điểm như thế này, chúng ta nhìn từ trên xuống dưới. Cái đầu tiên là những yếu tố mà nó tác động rất trực tiếp vì khâu mòn á, bạn nhìn vào những cái đó bạn sẽ phát hiện ra được là nó đi nhiều ít ha. Cái thứ nhất là cái vỏ xe. Vỏ xe, nếu mà vỏ xe zin như chẳng hạn chiếc xe này 12.000 vỏ xe zin nè, bạn thấy nó còn cái gai gió nè, gai gió nè, tức là cái chủ xe này và đường rất là dày, chủ xe này đi khá ít và họ chạy tốc độ chậm và không có ôm cua gì hết, cho nên những cái gai này còn nè, tức là thực ra nó chỉ mòn ở giữa thôi, bên hông này còn rất là dày, nghĩa là không có đi đèo đi tua đồ nhiều đó, ví dụ vậy. Thứ hai là cái vỏ xe. Mà nhưng mà tất nhiên là nếu như chủ xe mà họ thay cái vỏ độ lên, tức là họ tăng vỏ mới lên, thì mình nhìn vỏ xe mình cũng thua thôi, nếu họ vừa mới thay. Mà thực ra nếu mà họ vừa mới thay thì rõ ràng là họ sẽ tốn tiền cho cái vỏ mới, và bạn mua cái xe với cái giá mà xe cũ thì bạn lời được cái vỏ. Thì đó là cái thông tin thứ nhất. Cái thông tin thứ hai mà mình muốn các bạn kiểm tra, mà cái này thấy rõ là mà rất ít người thay, đó chính là cái đĩa thắng. Cái đĩa thắng này qua thời gian sử dụng nó sẽ có một cái độ mòn nhất định, nó có độ mòn nhất định. Như chiếc này là bạn thấy nè, 11.000 cây thì nó hơi khuyết nhẹ, tức là mình rờ vô mình nhìn kỹ mình thấy nó hơi, nó có cái hõm nhẹ nhẹ như thế nè. Còn những cái xe mới ấy, là gần như nó phẳng lì luôn, nó sẽ cái dĩa thắng là cái dĩa mình nhìn rất là nhiều. Chẳng hạn bữa mình có coi một cái xe ô đô 8.000, mình rờ vô là nó hõm hẳn luôn. Vậy thì rõ ràng là nếu mà nó chạy 8.000 thật thì cái chủ xe chạy rất là dở, chủ xe bị rà thắng, không có biết cách sử dụng, cho nên nó mới mòn kinh khủng như vậy. Thì cái đó là cái thứ hai. Còn nếu mà cái dĩa thắng mới tinh mà mới thay nữa thì mình đỡ được mấy triệu cái tiền cái dĩa thắng này. Đó là cái thông tin thứ hai về cái dĩa thắng. Bây giờ lên trên này, về đèn đốm, về các cái độ mà độ bóng của cái lớp vật liệu này thì chủ xe giữ kỹ, thì hoặc là dán keo lột ra thì nó không có thấy được đâu, cho nên là cái này ok ha. Chuyện thứ hai là mình quan tâm là cái dĩa thắng. Tiếp theo nữa là những cái thứ hao mòn, mà cái thứ này là chắc chắn là chạy cái xe sẽ bị, đó là cái chỗ này. Đây là cái tay nắm, và nếu như bạn chạy xe nhiều, cái tay này nó sẽ bóng. Bình thường á, cái xe nó sần lên này nè, cái tay mình nắm vô đây thì nó sẽ tạo ra một cái rất là rõ rệt giữa cái vị trí chỗ này nè, bạn nhìn nè, ngay đây nè, với cái vị trí này nè, nó sẽ có một cái độ bóng và mịn nhất định. Thì tùy vào số km mà bạn đi, nó sẽ có cái độ bóng mịn nhất định. Thì thật ra nó bóng bao nhiêu và nó bao nhiêu là nhiều ít thì phải có một cái xe tương tự như vậy để so. Chứ còn mà lão quắc bạn nhìn vô đây, như nhìn chiếc này mình cũng không đánh giá được, nhưng ít nhất là mình nói rằng là cái chỗ này là cái chỗ mà bạn sẽ phải thấy rằng là nó sẽ tác động rõ nhất. Rồi thứ hai là tới cái tay thắng này nè. Cái tay mình bóp như thế này thì cái vị trí này nó bóng, bạn nhìn này nó bóng không? Quay kỹ này lên xíu nha. Đó, cái vị trí này nè nó sẽ rất là bóng. Ha, những cái vị trí này nè, đây bạn nhìn nè, không có được bóp nè. Đó, chỗ này nè, thấy không? Nó mờ nè, sao nó bóng lên nè. Rồi. Và cái vị trí này là khi bạn ngã xe đó hoặc bị là nó sẽ quẹt nhiều nhất. Cái chỗ này thường nó mòn nhẹ chỗ này hoặc nó cong thì cái xe này đã ngã. Thì sẵn nói với chuyện ngã xe thì các bạn cứ yên tâm ha, người ta vẫn nói là khe bao đâm đụng té ngã, thì hầu như chiếc xe nào đặc biệt ngã là bình thường, đối với mình nó ngã không có vấn đề, trầy trụa mấy cái này là bình thường, dàn áo cũng vậy. Hai cái thứ quan trọng nhất khi ngã xe đó là cái sườn và cái hệ thống cổ mâm bánh mà nó cân mâm đều được là chạy ok, không có vấn đề gì cả. Ngã mà đụng tới sườn là thua, chứ còn nếu mà chỉ ngã nhẹ thì không ảnh hưởng gì hết. Rồi đó là cái tay thắng. Cái phần thứ hai bên này cũng vậy, bên này sẽ có một cái thứ nữa mà hầu như chiếc xe là phải xài, đó là cái tay côn này cũng vậy nè. Các bạn thấy không, nó sẽ có những cái độ bóng nhất định, như vị trí này là không có được bóp nè, nhưng ở đây là được bóp nè, nó bóng nè. Đó thì xe càng chạy nhiều thì nó càng cái này nó càng bóng. Còn tất nhiên là nếu như họ mua về họ thay bộ tay độ lên rồi họ cất, còn cái tay mới tinh đem vô thì mình thua ha. Rồi đó cái thứ hai. Cái thứ ba đó bên này cũng vậy, bên này cũng y chang. Cái này là cái mà mình có thể quan sát mình thấy được bên ngoài cái độ đó. Rồi phần tiếp theo là cái phần phía dưới này, cái lốc máy. Thì cái lốc máy là thua, ở trong máy là mình phải nghe nổ máy mình mới biết, mà rồi ra thứ thì mình không có quan tâm. Nhưng hai cái thứ nữa là cũng sẽ phát hiện ra được đi nhiều ít, chính là vị trí này, cái chỗ cái đồ gác chân này, các bạn thấy không đó. Nếu chủ xe thay luôn đồ gác chân độ và sau đó họ trả lại đồ zin thì thực ra cái này mới ken siêu ben, mà cái xe nó mới quá so với những cái chỗ khác. Chẳng hạn như là bạn thấy cái sườn nó cũng bắt đầu bị bạc bạc rồi, mà cái này mới ken thì là cái này đồ thay mới thay vô, thì coi như mình cũng mua được cái đồ này mới, đồ xịn, không có sao. Rồi cái cần số này cũng vậy nè. Đó, bạn thấy là những cái lớn mòn thời gian. Rồi sẵn nữa thì ở đây, ngay vị trí cái chân trống á, cái làm cái gì thì làm, độ ít, rất ít ai độ chân trống. Và cái vị trí bạn thấy không, đá trống nhiều nè.
ở phía dưới nè, cái đế này dưới này là nó mòn, nó có cái độ vẹt. Xe mới thì nó không có độ xước nhiều, nhưng xe cũ nó sẽ có độ xước. Còn nếu như họ bọc cái chân giống giống mình thì mình coi cái độ này, còn nếu mà mới bọc mình gỡ ra thì mới ken, thì rõ ràng là hai cái tỷ lệ này chỗ này nó mới tinh nè, ở này nó sẽ bị khác thì nhìn là biết ngay. Và đó, những cái này không ai mà lấy băng keo quấn hết từ đầu đến cuối để cuối cùng là xử lý hết. Rồi cái đồ thứ hai là tiếp theo, một cái xe mà nhìn để biết được cái nết chạy của chủ xe và yên tâm hay không yên tâm nhiều nhất cũng chính là cái cộng sên này. Cộng sên này không phải là cái chuyện cộng sên mới là chăm sóc kỹ nha, bạn chà rửa thường xuyên á, chăm sóc kỹ á, thì cái sên này rất là bền và nó đẹp lắm, nó không có xét rỉ, nhưng nó không đánh giá được cái yếu tố về cái chuyện mà cái xe nó chạy như thế nào. Thì cái xe mà chạy quá trình đó, nếu bạn chạy đều, cái xe thiệt đều á, tức là bạn có thể chạy 50.000 cây số giờ nhưng mà chạy rất là đều, 50.000 km chạy đều và chạy tốc độ mà không có hổ báo á, thì sên này nè bạn, nó giãn rất là đều, nó giãn đều và nó vẫn chạy căng lên thôi, cứ tăng thêm lên thôi. Còn nếu như thời sên bạn thấy rằng là tăng rất ít còn dư nhiều nè, mà dựng cái xe lên mình quay cái bánh xe mình coi á, thì cái chỗ căng có chỗ trùng, nghĩa là cái xe này họ chạy rất là hổ báo, tức là tăng tốc, lúc tăng tốc á bạn thấy không, khi bạn tăng tốc á cái sợi sên chỗ này nó kéo rất là mạnh nè, thì nó giãn khúc trên nhưng ở dưới nó trùng. Rồi khi mà giảm tốc bằng cách về số, gọi là thắng số đó, là cái bánh nó kéo ngược lại cái lốc máy, thì cái này nó giật xuống nè, thì cái sợi sên nó sẽ không có đều, những cái mắt sên nó không có giãn đều với nhau, cho nên là sẽ có những lúc mà mình thấy căng thì căng nhưng xả ra nó mềm thiệt mềm. Thì cái sợi sên này là cái mà mình có thể đánh giá được cái nết chạy của chủ xe, và khi một chủ xe chạy hổ báo á, thì cái máy nó cũng sẽ hại hơn là cái người họ chạy đều. Vì thật ra thí dụ như cái xe Z300, cụ thể là cái Z300 này đi, tốc độ tối đa của nó là được 100, 170, cho nên là nếu bạn chạy 80, 90 hoặc chạy 100 cây số giờ thì mới nửa công suất thôi, bình thường không sao. Và cái dòng tua máy này nè, sẵn thì nói luôn, cái dòng tua máy của chiếc xe này nếu mà đi số 6 á, thì chạy tua máy 6.000 ở đây nè là 90 cây số giờ rồi, chạy tua máy 7.000 thì thực ra nó chỉ có 2/3 dòng tua thôi, dòng tua nó 12 ha, chạy khoảng hơn chưa tới 2/3, nửa thôi, nửa vòng tua rồi đã 80-90 cây số giờ, thực ra công suất nó rất không bao nhiêu á. Nhưng nếu như các bạn chạy mà chạy hổ báo á, tức là cái dòng tua lúc nào nó cũng nằm ở 90.000 nè, là nó cận đỉnh rồi, nhưng mà chạy số thấp để mình tăng tốc nhanh, mình thắng nhanh á, dụ chạy trong đường đua rồi các thứ đó, thì cái xe này là cái máy móc nó sẽ không có bền như là cái xe mà người ta chạy đều. Cho nên là nhìn cộng sên về cái độ căng tăng trùng của cộng sên, các bạn vẫn có thể biết được là cái xe này nó chạy được bao nhiêu. Còn nếu như mà cái xe mà ô đô có 8.000 mà chủ xe thay sợi sên hoặc là thay cái nhĩa này luôn, thay cái nhông dĩa mới luôn, thì hơi khó tin là một. Thứ hai là nếu mà họ thích họ thay đồ vô đúng đồ xịu á, ví dụ như thay đồ xịn vô luôn á, đi xịn hoặc là RK xịn hay là cái nhông dĩa Raven đồ chơi á, thì ok, mình lời được cái đồ đó ha các bạn ha. Rồi đó là cái thông tin về sợi sên, nên qua đây xem. Tiếp theo nữa là cái tháng sau cũng vậy, ở đây cũng có cái tháng sau nè. Cái tháng sau thì thường thường thì ít xài hơn tháng trước, nhưng mà cái dĩa tháng nó cũng sẽ có những cái độ mòn nhất định của cái tháng sau này ha. Rồi tiếp tục là các cái độ hao mòn mà bên ngoài như sơn rồi là mình không ý kiến nha, tại vì tùy chủ xe họ giữ kỹ hay không kỹ thôi. Nhưng mà ví dụ như cái này nè, cần thắng này cũng vậy nè, cần thắng này là một nè, cái đồ để chân này nè, những cái này không thể nào mình không xài được hết trơn á, cho nên là hầu như là cái xe mà cũ mới thì mình nhìn qua đây mình biết được cái độ khác nhau giữa cái những cái điểm như vậy. Đó, trên lốc máy này thì nhìn bên trong mình biết là họ chăm sóc kỹ không chấp sĩ thôi, chứ còn những cái chỗ mà người ta xài nhiều á thì mình sẽ thấy. Rồi tiếp tục là những con ốc, bạn có thể quan sát những con ốc này, những con ốc này ha. Thực ra là nếu mà đã có thay như thay bố thắng, tức là bắt buộc họ chạy nhiều họ phải thay bố thắng, thì những con ốc này nó sẽ có dấu vết nhặn nhẹ gì không biết, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ có những cái dấu vết ha. Rồi thêm nữa là những cái mà những con ốc mà chính á, những con ốc chính á, thì thường thường là cái xe người ta sẽ đánh dấu, tức là nó có một cái dấu để mình coi có con ốc nào ở đây. Chiếc này thì cũng nó bị bay nhiều, người ta sẽ đánh dấu để biết rằng là cái vị trí tới đó là đủ. Đây chẳng hạn như đây nè, ốc này nè, tức là như xe mới thường thường ốc mà chưa mở thì luôn dấu này đúng, tại vì khi người ta siết vô ta thấy vị trí này, để ta nhìn ví dụ như nó lệch chút xíu là ta biết nó bị lệch đó. Những con ốc mà chuẩn á, là thường thường nó sẽ đúng những vị trí như thế này. Bạn coi qua cái này bạn biết được ốc nó mở hay chưa đó, ví dụ như những cái chuyện như vậy. Rồi đó là về mình nhìn bên ngoài mình có thể đánh giá được là một cái xe nó chạy bao nhiêu qua cái km. Rồi tiếp theo là cái xe đó chạy ít thật, tức là nó chỉ 5 số cây thôi nhưng nó bị đụng, nó bị tai nạn thì kiểu gì.
thì cách tốt nhất để kiểm cái xe là lúc đó bạn chạy thử, bạn chạy được thử được cái xe. Và nguyên tắc để bạn chạy thử được cái xe thì chắc chắn là bạn phải cầm tiền thì bạn chồng người ta mới cho bạn thử. Còn nếu không thì bạn chỉ chạy tàn tàn vòng vòng trong cái hẻm thôi, thì như cái hẻm này chạy đầu hẻm ra ta đứng ta chặn lại không cho bạn chạy, chạy mất xe sao thì thua. Cho nên là nếu bạn thực tế bạn coi bạn thấy ưng ý cái xe rồi, xin phép chủ xe cho nổ máy, cho nổ máy. Thì có một cái mẹo này thì cũng nghe nói nhiều rồi, tức là nếu mà mua xe cũ á, mà chủ xe cố tình họ thay cái nhất đặt vô đó là cái máy nó nổ êm hơn. Cho nên là mà nếu như bạn đó là trường hợp là rõ ràng là người ta thích lừa đảo rồi. Còn nếu như cái xe bình thường á, thì bạn cũng nên là nếu có điều kiện nên thay nhất mới để bạn nổ cái máy thì bạn sẽ thấy rằng nó êm hơn. Tất nhiên là nếu bạn nổ nhất thay nhớt bạn nổ máy mà chủ xe người ta không, bạn không chịu mua thì bạn mất cái tiền nhớt đó thôi, đừng yên tâm hơn mấy trăm ngàn đó cho cái tiền thử cái xe. Thì đó là cái thứ về cái máy nổ của bạn ha. Còn về coi máy á, là nó nổ êm hay không êm thì cái này là mình bó tay, thì thực ra là rất là khó trong cái điều kiện. Còn nếu mà bạn có điều kiện bạn sách một chiếc xe cũng một loại, ví dụ bạn mua chiếc giá 300 cũ, bạn có chiếc xe của thằng bạn mà nó chạy mất có 5 ngàn rồi nổ so sánh thì còn hy vọng biết được, chứ còn người xe lạ bạn vô bạn nghe bạn bó tay. Rồi đó là cái thứ hai về máy móc. Trở lại cái chuyện là thử làm sao biết cái xe này nó có cái sườn nó có ôm êm hay không êm thì chỉ có chạy thử thôi. Và cũng nói luôn là nguyên tắc rất đơn giản ha, bạn muốn mua xe, xe này ví dụ xe này ta bán 110 triệu thì bạn cứ cầm sẵn 100 triệu, 110 triệu đó bạn tới nhà ta coi xong bạn đặt, bạn đi với bạn cầm cọc tiền để sẵn đó, rồi bạn xách xe bạn chạy thử, ai cũng cho bạn chạy thử, chạy thoải mái, chạy 15 phút được, 20 phút được, quay vô đó, xe này em không ưng ý, rồi em đi về, hoặc là ok lúc đó ưng ý rồi thì chồng tiền lấy xe. Chứ bạn xin người ta chạy thử, người ta rất ngại và người ta không cho bạn chạy đâu. Lỡ mà bạn chạy mất không nói, nhưng mà lỡ có chuyện gì tai nạn ngã xe cái rồi sao. Cho nên là cẩn thận. Và lưu ý là nhất là những bạn mà mới đi xe nhỏ đó, ví dụ như bạn mới chạy chiếc xe 150cc quyết định mua lên chiếc xe 600 hoặc 1000cc thì cẩn thận, cái ga rất là hỗn, không quen kéo một cát là nó đuổi vô bức vô đường ngay. Cho nên là rất cẩn thận trong việc chạy thử xe, nên kiếm cái người có kinh nghiệm. Rồi bây giờ thử như thế nào thì cái xe mà nó chạy tốc độ cao khoảng từ 80 tới 100 á mà nó không rung lắc, tức là bạn có thể thả tay một cách nhẹ nhàng thoải mái á thì là yên tâm, ok cái xe nó chạy không có vấn đề gì. Còn nếu mà bạn chạy khoảng cỡ 80-90 mà thấy cái đầu nó niễn hoặc nó có độ lạng, buông tay nhẹ ra bắt đầu nó lạng từ từ á thì cái xe đó coi chừng là nó có thể rằng nó bị té nặng. Thì cái đó là những cái mà cơ bản để bạn test cái xe. Thì đó là cái thông tin cơ bản như vậy thôi. Chứ còn tất nhiên nói gì thì nói, yên tâm nhất vẫn là bạn kiếm được một cái xe mà bạn biết chủ. Tức là ví dụ người đó chơi chung với bạn từ gió lớn, họ bán xe, họ lên CC, mình có điều kiện mình lấy được cái xe để mình đi là sướng nhất. Hoặc là bạn kiếm được những người có uy tín trong một cái group, bạn chơi, bạn theo dõi, bạn thấy rằng anh chàng này đi đâu cũng post clip, post hình, và cái xe đó mình hiểu lịch sử của nó. Nói chung là bạn biết được lịch sử của cái xe, biết được chủ xe là bạn yên tâm nhất. Hoặc bạn có một cái người uy tín để có thể là đảm bảo rằng cái xe này yên tâm lấy đi, thì đó là cái điều đảm bảo nhất. Còn nếu như một cái xe mà chủ xe như mình nói nãy á, họ đã quyết định là họ làm lại ken xi ben để họ bán cho bạn được cái giá tốt, thì bạn cũng yên tâm là bạn tính luôn là nếu như bạn mua cái xe giá thấp hơn, bạn đem về bạn tự bạn sửa, bạn thay đồ hết lại được mới như những cái gì mà bạn thấy thì tiền nó cũng rất là nhiều đó. Ngoài bên ngoài thì bạn có thể quan sát được. Còn cái tiếng máy thì thật ra nếu mà cái xe không chạy bị phá đó, tức là không chạy quá hổ báo đó, thì cái cục máy của những chiếc mô tô đặc biệt xe tốt như những chiếc Kawasaki này thì 50 ngàn đối với nó không có vấn đề gì cả ha, rất êm ru, ổn ai máy nhẹ nhàng không có vấn đề gì hết. Rồi đó là những cái thông tin hy vọng là giúp được những bạn nào có ý định là lên CC kiếm được một chiếc xe ưng ý và có một chuyến vi vu, những cái chuyến vi vu rất là vui trong cái dịp xuân sắp tới. Chúc các bạn và toàn thể gia đình có một cái mùa xuân hạnh phúc vui vẻ và thành công. Bye bye, tạm biệt các bạn.